Theo bài số 9, người ta cung cấp một nhiệt lượng quy bằng 10 joule cho một chất khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Khối khí dạng nở đẩy piston đi được một đoạn đường là 15, xin lỗi, là 5 cm rộng. Biết lực massage giữa piston và xi lanh là F massage bằng 15 newton. A. Tìm cong mà chất khí thực hiện để thắng được lực massage. Câu B, nồi năng khí tăng hay giảm? Bài này cũng thể giải như sau. Thì bài này tiếp tục là sử dụng công thức tính công cơ học rồi kết hợp với nguyên lý 1 nhé. Câu A thì chúng ta làm như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Công cơ học A là bằng F nhân S. Đây là công tối thiểu để thắng lực massage. Thì bằng lực massage này nhân quãng đường S là 15, nhân quãng đường S là 0,05, kết quả là bằng 15 là lực nhân 0,05, kết quả là bằng 0,75. Câu B, khí thực hiện công nên là A này bằng âm 0,75 joule. Tiếp theo là khí này là để cho là nhận nhiệt. Khi nhận nhiệt thì Q sẽ dương và bằng dương 10. Từ đó nồi năng khí biến thêm một lượng đến đâu bằng A cộng Q là bằng âm 0,75 cộng cho 10, kết quả là bằng 9,25 joule. Vậy nồi năng của khí là tăng thêm chín phẩy hai mươi lăm joule
Rồi, chúc các em nắm kỹ cái bài toán này nhé.